Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong video lần này của Ly. Và hôm nay chúng ta sẽ có một Beauty MT nhá. Bắt đầu luôn thôi, tại vì Beauty MT mất thời gian lắm ý. Và tẩy trang ở đây thì Ly có đúng một bạn thôi, tại vì bây giờ Ly đang dùng hai bạn dầu tẩy trang rất là to 450ml của Shumira vẫn chưa hết. Và bạn tẩy trang mà chúng ta nói đến chính là Clinique Take the Day Off Makeup Remover for Lid, Eyelashes và Lip. Chính vì là Ly rất là thích dùng bạn này và cũng như bạn ấy có tác dụng rất là tốt, do vậy là mỗi lần mà Clinique có the sale mà mua một tặng một thì Ly sẽ tranh thủ những đợt đó để Ly mua. Tại bây giờ thì Ly cũng đang có tận 2-3 bạn ở trong tủ đồ của mình cơ. Ly luôn tẩy trang mắt riêng và tẩy trang cả mặt riêng để tránh trà sát và cũng như là tránh dùng quá nhiều lực để cho cái phần da mắt của mình rất là nhạy cảm bị ảnh hưởng và cũng như là dễ lên nếp nhăn đấy mọi người. Bạn Muse Refreshing Toning Mist, nói thật ấy, Ly không thích. Ly không thích dòng này làm đâu, Ly phải cố gắng dùng mãi. Đến mức ấy, đoạn gần cuối là Ly thôi Ly bỏ luôn, Ly không xịt nữa. Ly đổ ra toner, Ly lau mặt cả ngày luôn, chứ Ly cũng không dùng để làm dạng xịt. Do vậy Ly nghĩ là cũng không cần nhất thiết là phải mua đến bạn này đâu, tại vì thực ra giá nó cũng khá cao. Bạn nào thích các bạn toner nước cân bằng da, đúng nghĩa nước hoa hồng nhá, thì đây sẽ dành cho bạn, tại vì bạn này là có thành phần nước hoa hồng trẻ hóa, tươi mát và mềm mịn cũng như là êm dịu cho làn da mặt. Thì mọi người có thể tham khảo bạn này. Còn Ly thì Ly sẽ không recommend mua lại đâu. Tiếp đến, đây chính là bạn Istree. Thích cực kỳ luôn. Một chai này là 300ml, có giá khoảng tầm hơn 300.000 một xíu thôi. Bạn này cực kỳ hợp với cái technique mà mọi người hiện tại bây giờ cũng đang nhiều người khá là làm thường xuyên, đấy chính là 10 lần lau toner, 10 lần essence hoặc là 10 lần vỗ essence ấy. Nó có độ HA vừa phải cho da và nó làm mềm mịn da và cũng cực kỳ sạch nữa. Và chai này thì cũng không bị quá đắt cho mọi người có thể dùng hàng ngày đâu mọi người ạ. Tiếp đến một bạn nước thần của Suasu Essential Balancing Water AX. Cái bao bì này thì là bao bì cũ nha mọi người, thế nên bây giờ mọi người mà muốn mua lại này thì sẽ là bao bì mới xinh hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Và bạn này ấy, đúng kiểu dạng nước thần, nó sẽ hơi dính nhẹ dạng toner nhưng mà nó dính nhẹ và nó sẽ có độ ẩm rất là nhiều cho da của mình. Và với những bạn nào mà mới bắt đầu vào con đường nghiện ngập Suasu, thích cái mùi nhân sâm, thích cái mùi hương và cái thành phần của Suasu thì sẽ thích các bạn này, vì các bạn này là cái dòng gọi là dòng rẻ nhất của Suasu trong tất cả các dòng luôn. Cái chai nó thủy tinh mọi người ạ, sướng lắm. Và cuối cùng đây là một bạn dạng mini size và Ly có của Estée Lauder Soft Cleanse Infusion. Mini size như này thì Ly hay mang đi du lịch và nhiều. Và bạn này Ly đang dùng một cái chai 400ml hay 500ml gì đấy, siêu to khổng lồ luôn. Và cũng cực kỳ thích. Bạn này cực kỳ hợp với chúng ta dùng mùa đông và mùa chuyển mùa hơi hanh khô như này. Còn mùa hè thì Ly thấy nó sẽ hơi ẩm quá. Và nếu như bạn nào mà da khô thì Ly nghĩ là đây sẽ là một loại mà các bạn rất là thích, vì nó có cả amino acid và cũng như là có water lily, rất là nhiều dưỡng ẩm trong này. Ở trong bao bì ghi hẳn luôn là ideal for dry skin, nghĩa cực kỳ thích hợp cho da khô nha mọi người. Đây là một bạn mà anh Dũng cũng góp phần giúp Ly, đấy chính là bạn CeraVe Foaming Cleanser for Normal and Oily Skin. Màu xanh lá cây này là dành cho da dầu và cũng như là da thường. Còn nếu như bạn là một làn da khô thì các bạn hãy dùng màu xanh dương nhá. Với CeraVe thì một chai này rất rẻ thôi nhưng mà nó có tác dụng rất là tốt. Ngày xưa anh Dũng rất là thích dùng bạn Kiehl's Calendula Face Wash, nhưng mà sau một thời gian anh Dũng cảm thấy là nó hơi khô và Ly bạn anh Dũng là anh thử chuyển sang cái này đi, là em đang thử cái này, và anh Dũng kiểu thích luôn, mê luôn. Và nếu mà so sánh giá ấy, thì chắc chắn là CeraVe rẻ hơn là Kiehl's rất là nhiều rồi. Do vậy là bây giờ Ly đã tiết kiệm được thêm rất là nhiều tiền để mua sữa mặt cho anh Dũng, vì chỉ cần mua CeraVe mà thôi. Và bạn Kiehl's Calendula này cũng là một bạn mà Ly cũng đã dùng hết cùng với cả anh Dũng. Bạn này thì cực kỳ hợp với những da bạn nào mà siêu dầu nha. Dạo gần đây thì da anh Dũng có vẻ hơi khô hơn một chút rồi, thế nên là không cần sử dụng bạn này nữa. Nhưng mà bạn này vẫn là một trong những bạn top favorite của cả hai vợ chồng Ly cái thời gian mùa hè. Còn mùa đông thì có vẻ như bạn ấy hơi khô một chút, thế nên là mọi người lưu Washu của Shiseido. Dòng này thì nó có giá thành dịu nhẹ hơn là dòng bình thường của Shiseido. Ly chỉ không thích cái bao bì này ấy, mặc dù nó nhìn trông rất là cute đúng không, nhưng mà mỗi lần ấy mà bơm ra rất là khó, tại vì cái bao bì nhựa nó quá cứng. Do vậy là Ly mãi mới dùng hết. Bạn này thì Ly dùng mang đi du lịch là chủ yếu, tại vì cái chai nhỏ nhỏ xinh xinh, nghĩ là Ly cũng sẽ không mua lại bạn này đâu, tại vì thực sự Ly cũng không nhìn thấy có quá nhiều sự khác biệt của bạn này với những cái bạn mình thường dùng.
dùng hiện tại. AHC, ui bạn này dùng mãi mới hết. Bạn này là thuộc dòng Peony Bright Deep Cleansing Foam, sạch rất là sâu, creamy, nó rất là đặc. Và chúng ta chỉ cần một chút ít thôi, một xíu thôi là đã có thể tạo được rất là nhiều bọt và dùng cho cả da mặt của mình rồi. Bạn này thì Ly dùng mãi mới hết, chắc là vì cũng một phần lý do là đó ở trong bồn tắm của mình. Và tuy nhiên bạn này thì sạch sâu quá, dùng hơi bị nhiều một chút ấy thì sẽ gây hiện tượng là nó sẽ hơi khô da cho mình. Bạn này thì là thuộc dòng làm sáng da, thì các bạn nào mà đang tìm hiểu một cái loại sữa rửa mặt sạch sâu mà làm sáng da thì có thể tham khảo bạn này. Nhưng mà nói thật ấy, theo kinh nghiệm của Ly rất là nhiều năm sử dụng sản phẩm rồi thì không có cái sữa rửa mặt nào làm chúng ta sáng da được đâu, tại vì nó chỉ ở trên mặt của chúng ta tầm 30 đến 1 phút thôi. Một bạn nữa mà Ly cũng rất là thích đấy là của Suwasu Gentle Cleansing Foam. Bạn này ấy thì siêu thích, nó rất là dịu nhẹ luôn. Ly cảm tưởng ấy, bạn này như là kiểu ở giữa của CeraVe và Kiehl's vậy. Độ sạch thì nó cũng rất là sạch như là Kiehl's, nhưng mà độ dịu nhẹ cho da và không làm khô da của nó thì cũng rất là giống với cả CeraVe. Do vậy là nếu mà bạn đang phân vân giữa CeraVe và Kiehl's thì bạn có thể sử dụng thử cho Ly Suwasu nhá. Và đặc biệt ấy, mùi nhân sâm rất là thơm. Lần này thì dĩ nhiên vẫn sẽ có những bạn sản phẩm mà khá là quen thuộc với chúng ta và Ly gần như nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Do vậy là những bạn này thì Ly sẽ chỉ show cho mọi người qua và xong rồi chúng ta sẽ đi đến với những sản phẩm khác mà Ly mới sử dụng gần đây nhá. Thì chắc chắn là không thể nào không nhắc đến bạn Suwasu First Care Activating Serum. Đây là một bạn serum mà Ly đã dùng quá nhiều, nói quá nhiều, rất nhiều video, rất nhiều bài viết, rất nhiều post, rất nhiều story về những bạn này rồi. Và đây là bao bì cũ, bao bì mới đẹp đúng không? Đẹp, siêu đẹp luôn ý. Bao bì mới từ khi mà Rose trở thành đại sứ đã đẹp hơn rất là nhiều. Và đây là chai 60ml đã dùng hết rồi, không biết là bao nhiêu chai rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói đến bạn L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid 1.5% serum, ngon, bổ, rẻ, HA cực kỳ ok. Và những bạn nào mà học sinh sinh viên ấy mà đang tìm kiếm một cái bạn HA cho chúng ta để chúng ta dùng ban ngày, dùng ban đêm và dùng mùa đông và dùng mùa hè, dùng tất cả các mùa luôn. Đây là bạn rất là phù hợp với thời tiết Việt Nam. Có biết mọi người có để ý không? Đấy chính là khi chúng ta sử dụng serum HA chúng ta nhớ làm ẩm mặt trước nhá. Do vậy là bạn này kết hợp cực kỳ hoàn hảo với những bạn toner, nước cân bằng da có độ ẩm một chút. Như lúc nãy Lịch có chia sẻ mọi người, Vichy Lip Active Baby Serum. Bạn này thì có 5% niacinamide và đây có lẽ là một trong những chiếc red bottle mà Lịch yêu thích nhất trong năm vừa qua 2023. Nói quá nhiều, dùng quá nhiều bạn này rồi. Và mọi người hãy tham khảo bạn này nếu chúng ta muốn ngăn ngừa thâm mụn và cũng như là những cái thâm nám ở trên da mặt của mình nhá. Và đặc biệt ấy, loại da nào cũng dùng được. Tiếp đến hai bạn Sudat. Nếu như bạn cảm thấy là tất cả những loại B5 serum HA ở trên thị trường hiện tại bây giờ nó khá là vô thưởng vô phạt và các bạn cảm thấy là chưa đủ đô với da của mình, thì các bạn hãy thử lên cho Ly chi khoảng 2 triệu đi ha, để chúng ta dùng SkinCeuticals HA Intensifier. Ly đã dùng bạn HA thường lọ màu trong suốt của bạn SkinCeuticals rồi, Ly thấy cũng ok, cũng được đấy, cũng ổn đấy. Nhưng bạn này ui, thích cực kỳ luôn mọi người ạ. Da căng bóng luôn. Cái đợt mà Ly dùng bạn này ấy, da đúng kiểu căng như là các chị em dùng filter luôn. Siêu thích, nhưng mỗi tội nó đắt quá. Nó tốn quá luôn. Chắc là phải khi nào chờ đến Super Brand Day của SkinCeuticals để được mua một tặng một hoặc là mua giảm 50% thì chị Ly sẽ đầu tư thêm và Ly mua. Mà bạn này quá thích. Và bạn này thì Ly thường Ly sẽ dùng vào ban ngày nha mọi người, dùng rất là ok luôn. Ban tối Ly sẽ dùng những cái dạng treatment, dạng kiểu hồi phục hồi nhiều hơn. Còn bạn này thì dưỡng ẩm thì Ly sẽ dùng vào ban ngày. Đây là một bạn mà serum vitamin C của SkinCeuticals là CE Ferulic. Bạn này thì có 15% là vitamin C, là ascorbic acid và 1% alpha tocopherol cũng như là 0.5% ferulic acid. Bạn này thì sẽ giúp cho chúng ta làm đều màu da và cũng như là tăng độ sáng cho làn da của mình, tại là vitamin C mà. Mà tuy nhiên với vitamin C chúng ta dùng chúng ta phải rất là cẩn thận và hãy nhớ là luôn luôn dùng kem chống nắng, không là tác dụng ngược nha mọi người. Với bạn này thì cái màu ngay từ lúc đầu khi mà mới mua về đã hơi nâu nhẹ rồi. Do vậy là chúng ta sẽ đừng sợ đấy là màu của oxy hóa đâu, mà đấy là cái chất của bạn vitamin C SkinCeuticals là như thế. Do vậy là mọi người cứ dùng thoải mái, và đến bây giờ thì nó khi mà nó chuyển màu siêu đen rồi và đi hết sạch, không còn còn vài giọt trong này thôi, nhưng mà cũng hết sạch rồi nha mọi người. Elixir Aesthetic
essence. Vì sao nó gọi là aesthetic essence mà không chỉ là essence không thôi ấy? Tại vì nó có đầu bi lăn mọi người ạ. Cái bi lăn này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là vừa có thể thoa được sản phẩm lên đều trên da hơn, mà cũng là một cái động tác để chúng ta lăn mặt và massage mặt hàng ngày đó mọi người. Nhưng mà nói thật nhá, về đúng chính xác về cái thói quen sử dụng của mình ạ, mình chỉ chăm dùng cái lăn này được khoảng một nửa thời gian mình dùng cái này thôi, còn phải dùng lại mình lấy ra mình bôi cho nhanh. Tại vì sự không phải lúc nào mình cũng thấy có 15-30 phút để chúng ta ngồi thoa skincare hàng ngày đâu mọi người. Bôi vẫn nhanh hơn mọi người ạ. Dĩ nhiên cái này cũng sẽ có tác dụng thêm nữa để có thể giúp chúng ta massage thêm nếu như bạn nào có rất là nhiều thời gian và rất hiệu quả. Nhưng mà mỗi tội là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cho nó, không thì sẽ có rất là nhiều vi trùng, vi khuẩn ở đây. Nên mỗi lần mà Ly dùng xong rồi con lăn này, Ly sẽ dùng một miếng bông sạch hoặc một miếng giấy ớt sạch, Ly sẽ lau đều để nó lấy hết sản phẩm ra để cho nó không bị còn sản phẩm đọng lại ở trên lần này nha mọi người. Và dĩ nhiên bạn này thì là essence thì nó sẽ cung cấp thêm độ ẩm cho da, và Ly thường xuyên sử dụng bạn này vào buổi tối thay vì là ban ngày hơn nha. Nếu mà bảo Ly có mua lại hay không thì Ly nghĩ là chắc cũng không cần mua lại lắm, tại vì mình cũng có thể tìm được những cái bạn essence khác nó có cơ chế tương tự, và chúng ta dùng những con lăn đá ra ngoài cũng được, không cần nhất thiết là phải mua bạn này vì con lăn nha. Một bạn kem dưỡng mà Ly rất là thích. Trời ơi, cái đợt mà thời gian tự nhiên Ly bị kiểu lên dị ứng ở chỗ cái phần đuôi mắt này nó khô khô dã man, thì bạn này lại có tác dụng rất là tốt. Đấy chính là bạn Bioderma Sensibio Defensive Active Soothing Cream. Rất phù hợp với những bạn nào da hay tấy đỏ, hay ửng đỏ, dễ bị eczema, và cũng như là da thường xuyên nó có cảm giác nó cứ khô rát và không có cái gì nó có thể hỗ trợ được. Nhưng mà bạn kem này nó ẩm nó tốt nhưng lại không hề bị ẩm quá trên da của mình. Cái kem, chất kem nó rất là nhẹ, nó không đặc làm khiến chúng ta phải mất thời gian chúng ta thoa, hay là nó cũng không để lại cho cảm giác chúng ta kiểu nhờn rít dính dính ở trên da mặt của mình. Hồi đấy Ly dùng vào ban ngày khá là nhiều tại vì cái chất kem nó lỏng, nó apply trên da rất là dễ. Tuýp này 40ml và nhiều cũng 300 mấy ấy, thì Ly thấy nó thật là cũng hơi đắt, thế nên là mọi người suy nghĩ để tham khảo, và nó hỗ trợ để làm cho cái lớp lót nền của mình cũng rất là ok. Tiếp đến một bạn kem dưỡng Ly rất là thích, và đến mức mà Ly còn bảo chị Ly là phải mua, và chị Ly dùng xong chị Ly mê luôn. Đấy chính là bạn Caudalie Firming Night Cream, cùng một dòng với các bạn serum mà Ly đã review lần trước đấy. Là bạn serum đấy có cái thành phần nó tương ứng với cả retinol nhưng mà lại không phải là retinol, nên rất là phù hợp với các mẹ bỉm sữa. Ly dùng hết sạch xanh xanh một lọ này rồi. Bản thân Ly thì cũng là một người khá là chăm dùng, nếu mình đã hợp mình sẽ dùng luôn, mình sẽ dùng đến khi nó không còn gì nữa, và bạn này dùng rất thích. Lần trước là bạn ý đã hết nhưng chắc chắn là Ly sẽ mua lại bạn này nha. Rồi đến một bạn nữa của Estée Lauder, Ly mới dùng hết thôi, Revitalizing Supreme Juice Power Cream. Còn một xíu trong này. Bạn này thì nói thật là Ly không thích quá nhiều như những bạn khác, như là kiểu Suwasu hay là của Lancôme, nhưng mà bạn này vẫn hoàn thành khá là tốt cho việc là ủ đêm cho mình, để giúp cho mình có một làn da sáng hôm sau dậy. Nó rất là mịn màng, nó rất là đủ ẩm và không bị có cảm giác là da mình sẽ trở lão hóa. Bạn nào mà mua được cái deal bạn này cùng với cả bạn Advanced Night Repair, tại vì rất hay có chung deal ấy, thì cũng rất là một sản phẩm phù hợp để cho các bạn sử dụng. Và ngoài ra thì Ly chưa thấy thực sự có quá nhiều hiệu quả từ bạn này lắm cho da của Ly, tạo nên sự khác biệt quá nhiều để Ly có thể nhận ra được. Laneige Water Sleeping Mask AX, dòng này thì là dòng có microbiome, là cái hệ vi sinh vật tốt cho làn da của mình, và Ly thấy cũng ok. Ngày xưa khi mà mình chưa được tiếp nhận cận với cả những cái bạn kem dưỡng ẩm xịn sò cực kỳ tốt như là kiểu Suwasu, Lancôme, Estée Lauder thì Ly khá là thích dùng mặt nạ ngủ, nhưng mà bây giờ ấy, thì mình lại thấy nó không cần thiết lắm. Có lẽ đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mặt nạ ngủ thì cũng rất là phù hợp để chúng ta dùng trong những dịp mà chúng ta đi du lịch, kiểu mang một lọ mặt nạ đi là dùng được tất cả mọi nơi ấy. Bạn mặt nạ này thì nó lại có kết cấu là nó mỏng và dễ thoa, do vậy là khá là phù hợp với thời tiết châu Á. Nhưng mà tuy nhiên bạn nào mà da cực kỳ khô thì Ly nghĩ là bạn này không đủ đô đâu. Bạn này thì Ly thực ra là nó chưa hết đâu mọi người, vẫn còn khoảng nửa lọ, nhưng mà tại vì Ly đã bỏ quên, lãng quên nó quá lâu nên Ly để cho vào đây. Và nói tóm lại, mặt nạ ngủ không cần phải nhất thiết có mặt trong skincare routine của mọi người, và một hũ này rất là to, dùng rất là lâu hết. Thế nên là mọi người mà mua đồ Laneige mà có được tặng kèm những
những cái hũ mini thì Linh nghĩ sẽ hợp lý hơn. Còn ngoài ra nếu mà bạn là thực sự yêu và say mê nhưng mà không có đủ hầu bao để mua lên đến những cái bạn kem dưỡng ẩm đắt tiền và nó có giá trị dưỡng ẩm cao hơn, thì với một chiếc mặt nạ ngủ chúng ta bổ sung thêm thì cũng ổn, hợp lý. Nhưng bạn nào đã có thể mua được Suwasu, đã có thể mua được những cái sản phẩm khác tốt hơn, hiệu quả hơn thì mọi người không nhất thiết phải mua bạn này nha mọi người. Tiếp tục chúng mình sẽ có một bạn kem mắt. Này cũng là của Colourly, dòng Resveratrol Firming Eye Cream. Chắc là tại vì Ly dùng Advanced Night Repair Eye Cream rồi, thế nên là Ly không thấy những bạn kem mắt khác có tác dụng quá nhiều. Ly chỉ thích bạn này một điểm, vậy đấy chính là chúng ta không cần phải cho cái ngón tay của mình hoặc lấy một cái thìa để chúng ta lấy sản phẩm, mà bạn chỉ cần bơm ra thôi, nó tiện hơn rất là nhiều. Nói thật, nếu nhìn lại Ly không thấy quá nhiều ấn tượng với bạn này đâu. Ly chỉ thích cái packaging thôi, còn sản phẩm thì Ly không ấn tượng nhiều. Cuối cùng trong hạng mục kem chống nắng mà Ly có hiện tại bây giờ mới dùng hết trong thời gian vừa qua, đấy chính là bạn La Roche-Posay Amphibious UV Moon 400. Đây là dòng cũ nha mọi người, bây giờ đã là dòng mới màu xanh lá cây rồi. Tuy nhiên bạn này vẫn là một trong những bạn top favorite của Ly về mặt kem chống nắng hóa học. Hiện tại bây giờ Ly đang sử dụng nó chữa kem chống nắng vật lý mà Ly đợt vừa rồi Ly có recommend cho mọi người, cũng như là review cho mọi người cho các mẹ bầu đấy. Vẫn chưa dùng hết, thế nên cố gắng dùng hết thôi. Ly hy vọng Ly sẽ dùng được hết cái chỗ kem chống nắng mà Ly đã mua đấy. Chống rụng tóc của nhà Yves Rocher. Đây sẽ là cặp đôi mà dành cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh mà cảm thấy luôn luôn sợ với nỗi lo là chúng ta sẽ bị rụng tóc. Đây sẽ là bộ đôi chuẩn cho bạn. Bao bì này là bao bì cũ nha, old packaging, đã có bao bì mới xinh hơn rồi. Thì mọi người lưu ý, cứ đúng cái tên này mọi người mua thôi. Ly sẽ để đường link tất cả mọi thứ ở phía dưới cho mọi người. Bản thân Ly thì thực tế là cơ địa của mình là mình rụng tóc trước khi sinh, chứ mình không rụng tóc sau khi sinh. Do vậy là trong cái thời gian mình dùng bạn này thì đúng là nó vẫn sẽ có một vài cái sợi rụng, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Và Ly đã dùng hết sạch rồi, và bạn này dùng được cho tóc nhuộm, tóc tẩy, thế nên là mọi người an tâm, có thể dùng sen kẽ với cả dầu gội tím để có thể giữ màu tóc và cũng như là làm cho tóc đỡ bị chuyển sang màu vàng. Thì mọi người tham khảo. Và một cặp này thì nó cũng có giá không quá cao đâu, thế nên là mọi người tham khảo nhá. Kỳ lạ là bạn này, bộ đôi này Ly lại dùng bạn dầu xả nhiều hơn là bạn dầu gội. Dầu gội 300ml, dầu xả 200ml. Chứ không phải hai chai cùng là 300ml. Do vậy đó là do tại sao mà Ly cảm thấy là Ly dùng dầu xả nhanh hơn. Brand có ý đồ cả nhà, để mà chúng ta có thể hoàn thiện cả cái bộ này, dùng hết cả bộ này cùng một lúc với nhau. Do vậy là đây là trick của brand nha, Ly biết rồi nhá. Tiếp đến là một bạn dầu gội mà Ly dùng cũng khá là lâu rồi. Ly cũng đã từng review bạn này rồi trong năm ngoái, Ly nhớ không nhầm tầm này năm ngoái. Đấy chính là bạn Dose phục hồi hư tổn dành cho tóc hư tổn. Với những bạn nào mà thích tẩy nhuộm tóc và cảm giác như là mình phải chi rất là nhiều tiền cho những cái loại sản phẩm dầu gội, dầu xả mà dành riêng cho tóc nhuộm ấy, thì có thể tham khảo bạn này, phiên bản rẻ hơn, tiết kiệm cho chúng ta chi phí hơn nhưng mà không ảnh hưởng đến tóc nhuộm tẩy. Và bạn này có cả dầu xả, dầu gội nữa, và Ly đã dùng hết cả hai rồi. Đây là bạn dầu gội nha. Dove thì vốn là giúp cho chúng ta tóc rất là mềm, rất là khỏe, nó cũng giá thành cũng rất là phải chăng, chúng ta có thể mua siêu thị rất là dễ dàng. Do vậy là bạn nào đang tẩy nhuộm mà thấy tóc mình hơi sơ hơi khô thì có thể thử bạn này cho Ly nhá. Tiếp đến với vấn nạn sau sinh sẽ dễ bị rụng tóc. Sau khi chúng ta đã xử lý được việc rụng tóc rồi thì chúng ta lại hay lười gội đầu, ít thời gian để tắm gội thì chúng mình sẽ dễ bị gầu phải không? Và đây Ly có một bạn cho mọi người, đấy chính là bạn Decos Anti Dandruff. Bạn này Ly nói cũng rất là nhiều trong các video rồi, bạn ấy có cả một cái version nữa dành cho tóc, cho da đầu nhạy cảm. Thì Ly đã dùng, đây là chai thứ 3 rồi, có cả anh Dũng dùng nữa. Không hiểu sao hồi con trai nó nhiều gầu ấy nhở. Khi mà chúng ta thoa lên da đầu xong, chúng ta phải ủ một lúc, xong rồi sau đấy chúng ta mới xả sạch đi thì nó mới có tăng được hiệu quả cho sản phẩm nhá. Còn nếu mà chúng ta xả luôn thì nó sẽ không có hiệu quả đâu. Tại vì khi mình tẩy trang, nhiều khi mình không tẩy trang kỹ ở cái phần mai tóc này, và rất là dễ cái phần mai này chúng ta bị gầu, thì bạn này sẽ hỗ trợ chúng mình rất là nhiều. Và bạn nào mà hay bị gầu ở phần mái thì có thể mua riêng bạn này chỉ của đầu phần mái thôi, cũng rất là hiệu quả nha mọi người. Hai bạn sữa tắm của Yves Rocher đều dùng hết sạch rồi. Với các sản
phẩm của Iverche thì nó không có sulfate nha, thành phần xà phòng như các loại sữa tắm thông thường mọi người có thể mua ở siêu thị. Do vậy là mọi người an tâm về độ lành tính cho da, không bị sát da, không bị gây dị ứng cho da. Và bạn này thì là mùi Flower in the City, mùi rất là thơm, và cả hai bạn này đều có thể dùng để làm cho sữa tắm tạo bọt ở trong bồn được nha. Ủ mặt nạ tóc mà Ly rất thích, Ly mua đến đây là cái hũ thứ hai, Ly đã dùng hết sạch rồi và đang có một hũ chờ Ly ở trong tủ. Đấy chính là bạn Biagio Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask. Đây là một bạn Ly mua ở Mỹ, mọi người không mua được ở Việt Nam, có một số bên cũng nhập về nhưng mà số lượng rất là ít, tại vì một hũ này rất là to mà giá nó chỉ có 30 mấy đô thôi, tính ra cái công vận chuyển về nó khá đắt. Thế nên là bạn nào ở Mỹ thì có thể tham khảo cái bạn này. Mùi dừa rất là thơm, siêu thơm, và một chút ít thôi là xong rồi, cái tóc của mình nó mềm, nó mượt. Ly đang hết sạch bạn này và Ly sẽ phải bổ sung bạn này ngay. Nó không có sulfate, nó không có silicone và nó cũng không có paraben, do vậy nó giữ màu tóc của mình rất là tốt. Ly swear by bạn này, Ly kiểu thề là bạn này rất là hiệu quả luôn. Ly dùng đến hũ to thứ hai này rồi và đang còn sẵn sàng hũ thứ ba trong tủ lạnh, thì mọi người cũng biết rồi đấy. Nếu như mọi người thấy bạn kia mua khó quá, chúng ta có thể đổi sang Kerastase. Kerastase thật sự là không bao giờ biết đọc cái brand này như nào luôn ấy, ai sửa cho Ly nhá. Thì bạn này là Nutritive Exceptional Nutrition Shampoo dành cho tóc khô và tóc nhạy cảm, thì bạn này sẽ cung cấp bổ sung thêm dưỡng chất cho tóc của mình. Kerastase rất hay là ngoài việc là bán những cái size full size rất là to ra thì cũng bán cả những cái size 80ml này, chúng ta mang đi du lịch rất là dễ. Và đây là một bạn mà Ly đã dùng hết sạch sành xanh rồi. Bản thân Ly thì dùng bạn này trong những cái thời gian mà mình cảm thấy là tóc mình đang khô quá, cái đuôi nó khô quá, thì mình sẽ dùng ủ bạn này. Bạn này thì cũng có cả một cái bạn hũ ngang, hũ bé bé là mặt nạ cũng dùng rất là tốt. Thế nên là mọi người đang cần bổ sung dưỡng chất cho tóc mà cảm thấy là mua full size của Kerastase quá to, quá đắt thì mua size nhỏ cũng được nha. Tiếp đến một bạn nào mà tẩy nhuộm thì chắc chắn sẽ biết đến Olaplex. Olaplex số 3 thì sẽ là Bond Builder. Bạn này thì Ly mua ở Mỹ trước khi mà Ly biết là Việt Nam có rồi. Ơi, bây giờ Việt Nam đã có cả Olaplex, mọi người sướng quá luôn. Và bạn này ấy, thì chúng ta sẽ dùng một lần một tuần thôi, và sẽ nếu mà tóc nào mà cực kỳ hư tổn thì dùng đến 2 đến 3 lần sau khi chúng ta đã làm ẩm tóc, trước khi chúng ta gội nha. Bản thân Ly thì có thể là Ly mỗi lần Ly tắm Ly rất là vội vàng và kiểu không có nhiều thời gian, do vậy là mình sẽ thường xuyên là mình sẽ không ủ nó quá đủ lâu, nhưng mà có những hôm mà Ly có nhiều thời gian hơn Ly ủ đủ lâu thì nó cũng làm cho tóc mình chắc khỏe hơn rất là nhiều và giảm rụng hơn rất là nhiều đấy mọi người. Tiếp đến chúng ta có hai bạn dry shampoo là Kerastase Fresh Affair và IJK First Class. IJK First Class này thì là Ly mua ở Sephora được tặng trong một cái gift set của mình. Còn đây là bạn này chúng ta có thể mua ở Việt Nam được. Dầu gội khô nào cũng được mọi người ạ. Và dầu gội khô càng xịn thì càng tốt. Tại vì sao? Cái xương nó ra, cái bột dầu gội khô nó sẽ mịn hơn và nó tránh cho chúng ta bị bết tóc ngay sau khi mà chúng ta sử dụng. Do vậy là nếu như bạn có cơ hội và có khả năng tài chính thì hãy đầu tư những bạn đắt một tí, nó sẽ tốt cho tóc của mình hơn. Còn không ấy, bạn sẵn sàng là chỉ cần tối hôm đấy tóc mình sạch thôi, hôm sau mình đi gội đầu cũng được, thì các bạn dù có thể dùng những cái loại rẻ hơn, và Ly cũng có những cái loại rẻ như thế cho những cái trường hợp vậy. Còn nếu mà để muốn giữ cho tóc của mình được mấy ngày sau mình mới phải gội đầu thì chúng ta nên đầu tư vào dầu gội khô đắt một chút nha, nó có lý do cả đấy chứ không phải là chỉ có branding không đâu. Và hai bạn này đi đều rất là thích, và bạn này Kerastase thì còn có bổ sung thêm cả vitamin E và bột gạo nữa, do vậy nó thấm hút được cái dầu ở trên đầu tóc của mình tốt hơn. Và dĩ nhiên dưỡng tóc thì không thể nào thiếu Moroccan Oil. Đây là chai chắc XXX của Ly rồi. Dòng này thì là dòng light dành cho những tóc mà sợi mỏng. Do vậy là dùng bạn này thì Ly phải gần 2 pump. Còn với những bạn nào mà sợi tóc mỏng hơn thì dùng 1 pump bạn dòng light này ok rồi. Ly thường hay dùng dòng original hơn. Thì nói chung là không có gì để chê bạn này nữa rồi. Cuộc sống của Ly từ khi nhuộm tẩy thì không thể nào thiếu. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có một bạn. Đây gọi là một cái sản phẩm Ly rất mong muốn là nó có thể work với mình, có thể tốt với mình, nhưng mà không mọi người ạ. Drunk Elephant Sweet Pity Deodorant Cream. Đây là một bạn lăn
khử muối ở dưới cánh tay cho chúng mình. Bạn này thì có độ pH là 4.0 và nó có rất là nhiều cái thành phần rất là tốt làm sáng dưới cánh tay, tốt cho cánh tay, không có aluminium bla 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 bla. Rất đắt, Li mua về tầm 30 đô bạn này. Thời gian đầu sử dụng ok, nhưng mà xong cảm thấy tự nhiên ấy mình ngứa ngứa. Mình lại cứ tưởng là mình bị dị ứng cái gì, kiểu quần áo đấy cọ vào dưới cánh tay xong rồi làm cho mình bị ngứa, bị nổi mẩn. Nhưng không, Li dùng bạn này một thời gian xong rồi Li ngừng, hơi bị ngứa thế, hay xong rồi Li dùng lại. Oh my god, đây chính là nguyên nhân cho việc bị ngứa và bị dị ứng cánh tay của mình. Nó ngứa, nó khó chịu lắm, biết lúc nào cũng gãi xoạt xoạt như một con khỉ, rất là khó chịu. Và cái cảm giác dùng của nó cũng không thực sự là khoái, nghĩa là chúng ta sẽ bơm lên rất là vệ sinh, nhưng mà xong rồi sẽ không muốn là kiểu cho cả cái này vào dưới cánh tay mà sẽ kiểu cho lên. Nhưng không, à, chúng ta bị ngứa. Li không biết, nói chung là Li không hợp và Li đã phải chia tay bạn ý khi bạn ý còn đang còn rất là nhiều. Và yeah, bạn nào mà đang sử dụng bạn này mà có tình trạng ngứa như Li thì phải dừng ngay nha, tại vì dừng một phát thôi là nó hết hẳn, nó không còn vấn đề gì nữa. Đó, đó là câu chuyện của Li với bạn này. Đây chính là bạn kem thoa bụng, thoa những cái phần mà dễ bị phình của mình trong thời gian mà mình bầu bí. Thì mình đã dùng gần hết bạn này rồi, nhưng mà tuy nhiên là bây giờ bạn này đã hết hạn, thế nên là Li phải cho ngay vào trong chiếc Beauty MT này của chúng ta. Bạn này dùng rất là ok, dưỡng ẩm tốt, ẩm sâu, dễ thoa, không bị bết dính, và chúng mình hoàn toàn có thể dùng trong cái thời gian chúng ta bầu bí và cũng như là sau khi bầu xong nhá. Bạn này thì đây là chai thứ hai của Li rồi, và Li nghĩ là mọi người không cần phải mua đến mức cái bạn Stretch Health đâu. Cái bạn đấy thì hơn 1 triệu, hơi bị đắt quá, bạn này là ok lắm rồi. Và dĩ nhiên dạn hay đâu ấy thì nó cũng là do cơ địa của mình nữa. Bản thân Li thì cơ địa lúc mà Li dậy thì Li có bị dạn mông vạch trắng, nhưng mà trong cái thời gian bầu bí thì mình không hề bị dạn. Mình có kết hợp bạn này cùng với các bạn dầu của Nux và cũng như là một số những bạn khác của Clarins nữa để có thể hỗ trợ cho bụng của mình không bị dạn, mặc dù bầu em sữa rất là to. Và cuối cùng, sữa đóng góp vào trong Beauty MT của mẹ với một chiếc xà phòng tắm. Đây là bạn Centerfield Baby Gentle Wash and Shampoo. Bạn này dùng rất là thích, mùi khá thơm, kiểu dịu nhẹ trẻ con ấy, nó không bị cái mùi hoa hồng hay nước hoa quá nhiều, và mỗi lần em sữa tắm xong ôm rất là thích. Bạn này thì không có parabens, không có mineral oil và cũng như là không có bất cứ một cái thành phần nào test trên động vật cả, do vậy là rất là an toàn cho các em bé. Và Cetaphil Baby thì rất là dễ mua ở tất cả các siêu thị rồi nhá. Hai bạn foundation mà Li rất thích nhưng mà lại hết hạn rồi, thế Li cho vào đây để khoe mọi người luôn. Đấy chính là bạn Shuimura Ultimate Glow và bạn Zuwaisu Perfecting Foundation. Hai bạn này thì đều có một điểm chung, đấy chính là hai bạn ý đều cho chúng ta một cái lớp nền rất là bóng khỏe, rất là đẹp và chịu che phủ cực kỳ tốt. Dùng bạn này là màu 21N và bạn Shuimura là màu 764, perfect match luôn, hoàn toàn tẩy vào da của mình. Dùng hai bạn này rất thích. Bạn foundation nữa thuộc dạng cushion mà Li đã dùng hết đợt vừa rồi cũng là màu 764 của Shuimura. Đây là bạn Petal Skin Cushion Foundation. Dùng mê lắm luôn ý, độ che phủ cực kỳ tốt, và Li đã dùng cạn luôn rồi, không còn một xíu nào luôn ở trên miếng bông này nữa. Mỗi tội là cushion của Shu vẫn hơi đắt so với cushion của Hàn Quốc. Tại cushion của Hàn Quốc nào cũng chúng ta cũng sẽ được tặng thêm một lõi đúng không nào. Nhưng mà với cushion của Âu Mỹ và các brand liên quan đến Âu Mỹ, châu Âu thì chỉ có một lõi mà thôi. Thế nên là Li nghĩ là chúng ta cứ stick cushion với các đồ của Hàn đi nha. Xịt khoáng Vichy. Không hiểu sao dạo này Li bị vấn đề gì với tất cả các loại chai xịt khoáng của Vichy và La Roche-Posay. Đấy chính là nó hỏng tia mọi người ạ. Hoặc là sẽ kiểu không ấn nữa. Mà chúng ta vì cái chai như này chúng ta không thể nào vặn ra để chúng ta lấy được cái nước ở trong mà chúng ta dùng để làm toner được. Thế nên là một khi nó đã hỏng nắp, hỏng vòi thì không thể nào dùng được nữa. Bạn này cũng là một trong những bạn favorite của Li, và Li có cả một cái chai của La Roche-Posay nó cũng bị hỏng nắp ấy. Không hiểu sao đến cái thời điểm này lại hỏng nắp không ấn được. Không hiểu tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì sai với cái nắp này. Nhưng mà thôi, anyway vẫn còn rất là nhiều. Tiếp, đây chính là bạn Fix Plus của MAC nha. MAC có hai loại xịt trang điểm, một loại là xịt dưỡng trang điểm là Fix Plus, là Skin Refresher,
finishing mist để làm cho cái lớp nền chúng ta tẹp vào da hơn. Và một loại nữa là một loại sẽ dành cho để giữ cho lớp makeup lâu hơn thì là một loại khác nha. Do vậy mọi người đừng nhầm nha, có rất là nhiều bạn KOL nhầm với vấn đề này và cứ nói là Fix Plus sẽ giữ cho lớp makeup của chúng ta bền lâu hơn. Không, hoặc là chống nước, không. Fix Plus chỉ làm cho cái lớp nền chúng ta tự nhiên hơn trên da của mình. Thế nên là bạn nào mà muốn mua xịt makeup mà giữ lâu trôi thì chúng ta sẽ mua loại khác. Còn các bạn muốn là xịt makeup để cho cái makeup chúng ta tẹp vào da mình hơn, trông tự nhiên hơn, tránh bị trông kiểu như là một cái khuôn mặt makeup full face, thì chúng ta sẽ dùng Fix Plus nha. Ok. Đây là bốn loại bút kẻ mày mà Ly đã dùng hết sạch sành xanh. Đầu tiên là của Esqua, hai bạn của Esqua này, dùng ok này, đầu chỉ mảnh này, màu rất là dễ dùng, Esqua giá cũng không quá cao. Tiếp theo là của Romance và của Ophelia. Romance cái chì nó hơi bị nhạt so với chúng ta dùng cho lông mày, và bản thân Ly thì cũng khá là tốn khá nhiều thời gian chúng ta dùng bạn này, kiểu tô mãi nó mới ra được màu nhiều ấy, cái sáp mới ra màu nhiều. Còn Ophelia Slim Brow Pencil Ly rất là thích, thế nên là Romance thì không nên mua lắm nhưng mà Ophelia thì nên mua nha. Hai loại này của Merzy không nên mua, cực kỳ tệ luôn. Tại vì thứ nhất ấy, mực da không đều, thứ hai là bị lem, và thứ ba đấy chính là nó ra một thời gian xong rồi nó khô luôn. Nó khô rất là nhanh, chưa đủ 3 tháng đã khô rồi. Và Ly không recommend mọi người mua của Merzy nha, rất là dễ lem. Mà Merzy đặc biệt là dòng tránh, tại vì nó có rất là nhiều dòng khác nhau. Đây là dòng Perfect Fixing Pen Eyeliner, Ly không hề thích. Còn với hai bạn này của Heroin Made và của Lily Barrett thì cực kỳ recommend. Đây là hai bạn all time favorite của Lily, luôn luôn mua lại hai bạn này. Mực kẻ mảnh này, mực da đều này, bám lâu trên mắt của mình và không hề bị dễ trôi. Thì đây là hai bạn mà Lily highly recommend. Tại vì bầu mắt của Lily mà nếu Lily không dùng eye primer và Lily không dùng những cái loại bút kẻ mắt mà lâu trôi như này thì chắc chắn nó sẽ rất là dễ lem. Tại vì mọi người thấy Lily hay như này, đấy, tôi cứ như thế này thì chắc chắn sẽ lem rồi. Đấy, do vậy là mọi người lưu ý cho Ly nhá. Hai bạn mascara. Đây là bạn mascara của Maybelline, Ly dùng cũng rất là ok. Dòng Hyper Curl, đây là một cái bao bì limited edition từ rất là lâu rồi, nhưng mà dòng của Maybelline thì gần như cái nào Ly cũng thích về mascara hết. Còn đây là một bạn mascara mini high end của NARS, Clean Max Extreme. Đây là một trong những cái dòng mascara mà khi mà mới ra là nó là mưa làm bão của các chị YouTuber ở bên Mỹ, nhưng không, với mắt Ly luôn luôn lem. Nó luôn luôn lem. Ly cảm thấy Ly không hợp với bất cứ một cái bạn mascara high end nào cả. Mi mắt của Ly chỉ hợp với mascara drugstore, mascara rẻ tiền, mascara bình dân mà thôi. Và không bao giờ Ly đầu tư hay bỏ tiền ra để mua mascara hay, chẳng qua là được đồ mini thì dùng thử, dùng xong thì thấy thất vọng vô cùng. May quá mình không bỏ tiền. Và tiếp chúng ta sẽ có một bạn này là bạn concealer của Estée Lauder, dòng Double Wear. Dòng Double Wear về phần foundation thì mọi người biết là quá nổi tiếng rồi phải không? Vì cái độ che phủ này, cũng như độ bền, và gần như là một cái bạn foundation được rất là nhiều makeup artist siêu thích. Bản thân Ly cũng rất là thích, nhưng mà tuy nhiên bạn này ấy, lý do là sao Ly vẫn cho vào đây, tại vì là mặc dù nó chưa hết nhưng mà màu nó quá tối so với da mặt của Ly. Tại vì cái này là được nhãn hàng tặng mà nhãn hàng không để ý màu da của Ly, thế nên là tặng màu tối hơn. Và do vậy là Ly chỉ dùng được màu 2 lần thôi, xong rồi sau đấy Ly phải cho vào đây, tại vì nó không phù hợp tí nào. Đây là màu 2 light medium, màu neutral. Thì bạn nào mà da sáng như Ly thì tránh cái màu số 2N này ra cho Ly nhá. Và bạn này đúng, Ly đã thử cái độ che phủ của nó rất là đẹp, mỗi tội là nó sai màu thôi nên thì không thể dùng được. Tiếp chúng ta sẽ có bạn này, đây là bạn trải mascara nhuộm màu, màu nâu nâu nhẹ nhẹ của Romance. Cái thời mà Ly tóc nó vàng hơn ấy, thì Ly dùng bạn này rất là nhiều, tại nó rất là hợp với cả cái màu tóc của Ly. Nhưng mà hiện tại bây giờ tóc Ly đã tối màu hơn rồi, do vậy là bạn này không hợp nữa. Nhưng mà Ly vẫn tiếp tục dùng cái dòng này ở cái bạn mà trong suốt, dùng rất là thích, nó dựng được cái lông mày của mình rất là tốt và nó giữ được cái nếp rất là ok suốt cả ngày luôn. Và cuối cùng thì chúng ta có bạn Rare Beauty Mini, cái má dùng hết sạch sành xanh rồi, màu Bliss. Ly cũng đã có review và so sánh giữa Ophelia và Rare Beauty về mặt cái má rồi, mọi người hãy tham khảo video đấy ở trên Insta của Ly nha. Ly rất là thích bạn này, mỗi tội là nó là mini, và chắc chắn là nếu mà Ly có mua lại thì Ly cũng sẽ mua màu Bliss, tại vì nó cực kỳ dễ dùng nha mọi người, dùng hàng ngày everyday trang điểm nhẹ nhàng rất là hợp luôn. Và đó chính là tất cả những sản phẩm trong chiếc hộp
chiếc bin nhỏ gọn này của Ly. Lần này Ly đã thay đổi, Ly không cho vào bao tải nữa. Tại vì bao tải không biết đến bao giờ nó mới đầy. Ly cho vào một chiếc rổ như thế này, đến khi mà đầy thì Ly sẽ share cho mọi người luôn. Thì chúng ta sẽ có nhiều beauty and tea hơn trong một năm, đúng không nào? Và đó chính là tất cả những sản phẩm Ly đã dùng hết trong thời gian vừa qua. Từ cái ngày mọi người xem chiếc beauty and tea cuối của mình cho đến thời điểm này chắc tầm khoảng 3-4 tháng thôi. Và đây là tất cả những gì mà Ly đã dùng trong suốt thời gian qua. Hy vọng là mọi người đã thích chiếc video này. Và tất cả đường link với các sản phẩm này Ly đều ở phía dưới description box cho mọi người nhé. Và thế thôi, bây giờ thì chúng mình sẽ gặp lại nhau sau. Bye bye.